cả nhà. Ở clip này thì em Yến sẽ hỗ trợ cập nhật cho mọi người giá xe Exciter 155 của đời 2023 ha cả nhà. Và sẽ lên cho anh chị một số màu xe của bản 155 đời 2024 phiên bản có ABS ha. Và thông báo cho mọi người biết luôn là đây là những con xe cuối cùng của phiên bản Exciter 155 bản 2023 bên cửa hàng em Yến rồi. Thì hiện tại mà anh chị mình đang có nhu cầu mua dòng xe này, vẫn còn yêu thích cái dòng xe này thì mọi người nhanh tay sở hữu ha. Liên hệ cho em để được hỗ trợ mua xe với mức giá tốt nhất nha. Tại vì một thời gian nữa nó sẽ được thay bằng tất cả những cái con xe bản 155 đời 2024 hết cả nhà ơi. Thiết kế thay đổi hoàn toàn luôn nha anh chị. Thì hiện tại kế bên em bản này là em lên cho mọi người là từ phiên bản khóa thông minh. Dòng này thì cái màu này ở đây sẽ là lên màu 3D cho cả nhà mình rồi ha. Em này thì bên em hay gọi là trắng đỏ tem Movita. Ở đây thì mình sẽ có một cái thiết kế màu 3D, màu trắng, tem đỏ và đen ha cả nhà, rất là đẹp luôn. Thì hiện tại là màu 3D bên cửa hàng em đang áp dụng cho tất cả các dòng xe là hỗ trợ lên màu sơn xe theo cầu cho mọi người, đặt thiết kế tem theo cầu cho mọi người luôn. Màu sơn thì được hỗ trợ bảo hành cho mọi người là 1 năm ha cả nhà. Còn về máy móc xe thì sẽ được hỗ trợ bảo hành theo chế độ hãng 3 năm hoặc 30.000 cây nha. Áp dụng tại tất cả các cửa hàng Yamaha trong cả nước nha. Ở đây thì mình lên từ phiên bản khóa thông minh cho nên là nó sẽ có khóa remote cho mọi người nè. Rồi sẽ có cổng sạc phía bên dưới bên tay trái của người cầm lái nữa nha anh chị. Đây ạ. Rồi ở đây thì xe em có lên cho mọi người thêm một cặp mâm ha. Một cái cặp mâm màu đỏ cam trùng màu với tem xe nha. Rất là đẹp luôn hả cả nhà. Xe này thì lên có một xí xi phụ kiện cho mọi người thôi. Ở đây thì mình sẽ thấy cặp chống đổ đầu tiên nè. Rồi em có lên cạc te cho cả nhà mình nè. Ba ga các nước ha mọi người. Ở đây thì dòng này bên cửa hàng em Yến đang để với mức giá khá là tốt cho cả nhà. Mình có thể sở hữu em nó luôn. Từ 45 triệu thôi là sở hữu được trọn vẹn một em xe như thế này. Hỗ trợ đặt lịch cho khách hàng, tất cả các khách hàng luôn. Áp dụng đặt lịch trước hoặc là gọi điện cho em trước khi mà đến cửa hàng mua xe nha. Được hỗ trợ giảm 2 triệu là chỉ còn có 43 triệu thôi cả nhà. Biển số mọi người đăng ký ở đâu thì mọi người nhắn cho em qua số Zalo bên dưới màn hình hoặc là gọi điện trực tiếp cho em để Yến hỗ trợ tư vấn cho mọi người. Còn mọi người muốn trả góp dòng xe này thì đưa trước giúp em tầm khoảng 6 triệu là lên hồ sơ được ha. Và từ 30% giá trị xe là nhận được cào quẹt gốc nha. Độ tuổi hỗ trợ góp thì từ khoảng 18 đến dưới 60 tuổi nha cả nhà. Mọi người cần hỗ trợ thông tin chi tiết thì alo cho em nha. Dòng xe thứ hai em muốn mang đến cho mọi người ở trong cái clip này đó chính là S155 bản 2024 với rất là nhiều thay đổi mới. Đầu tiên thì mình sẽ thấy cái điểm thay đổi đầu khác biệt nhất đó chính là cái phần dàn áo ở ngoài ha. Cái phần mũ nhám trên này nó được cái phần tay mèo được làm cao hơn nha mọi người. Rồi ở đây mình sẽ có thêm cái chữ V ha, gọi là cái đồ thông gió ha cả nhà mình. Ở đây thì cái thiết kế mới nó sẽ nhô hai cái phần yếm hai bên này lên nè và được gọt nhỏ gọn hơn về phía đằng sau ha. Nhìn nó cá tính năng động hơn nha cả nhà. Em này thì là một cái màu của phiên bản giới hạn có phanh ABS cho mọi người luôn, sở hữu khóa thông minh, sở hữu cổng sạc, sở hữu phanh ABS kèm theo là tem vàng đồng và một cái cặp mâm màu vàng đồng rất là đẹp, bầu zin của xe luôn ha mọi người. Các tính năng mới thì ở cái dòng xe này mình sẽ được trang bị tính năng chắc động cơ tạm thời như ở các dòng Exciter đời trước. Và thêm một cái nữa là chúng ta sẽ bật được cái xi nhan xin đường ha cả nhà, cái bát xin xin đường. Bốn cái xi nhan bật đều cùng một lúc nha. Khi mà mình vận hành máy lên thì anh chị sẽ thấy nó rõ hơn ha. Sở hữu mặt đồng hồ điện tử LCD với những cái thiết kế mới ha cả nhà. Màu thì màu phiên bản giới hạn nó sẽ kết hợp hai màu đen bóng và màu nhám cho mọi người ha. Đây rất là đẹp luôn nha. Cản vàng ha cả nhà mình. Tem vàng đồng, tem này là tem dán ha anh chị. Và cái phiên bản này thì ở đây bên em đang có dòng Exciter 155 bản 2024 chia làm 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và phiên bản có ABS ha. Cả nhà mình quan tâm cái phiên bản nào, muốn xem tất cả những cái màu thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp để em gửi mẫu cho mọi người tham khảo kỹ hơn. Còn giá thành hiện tại của em này nó đang rơi vào khoảng là 50 triệu 500 nghìn. Cả nhà mình đặt lịch mua xe thì sẽ được hỗ trợ giảm chỉ còn 48 triệu 500 nghìn thôi. Và hỗ trợ cho mọi người mua góp thì tầm khoảng 9 triệu là lên hồ sơ được ha. Chỉ cần một căn cước công dân thôi. Bên em Yến thì hiện tại là thu xe cũ lên đời xe mới. Và đặc biệt là đang có chương trình hỗ trợ ship xe cho cả nhà mình luôn. Cho nên là anh chị mình ở xa mà yêu thích những cái màu xe bên em, giá cả hợp lý thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em hoặc là liên hệ gọi cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình. Em Yến sẽ hỗ trợ tư vấn, gửi màu xe cũng như là sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại cho cả nhà mình ha. Tặng tiền cà phê, tiền hoa hồng khi mà mọi người dẫn bạn bè, người thân đến cửa hàng mua xe đó nha. Cho nên là cứ alo trước với em để được hỗ trợ nha cả nhà. Cảm ơn mọi người theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Bye bye.